Kính chào và cảm ơn quý khán giả đã luôn đồng hành cùng chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Trong chương trình tối nay, Chủ nhật ngày 13 tháng 10, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những nội dung thông tin đã chú ý sau. Doanh nhân trẻ Thừa Thiên Huế kết nối để cùng phát triển, phóng sự nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Các tôn giáo đồng hành cùng phong trào Chủ nhật xanh của tỉnh Thừa Thiên Huế. Với chính sách cải tạo phương tạp, trong những năm gần đây, ngành nông nghiệp huyện Phong Điền đã giúp cho hàng trăm hộ nông dân tiếp cận kỹ thuật và đưa vào trồng cây bưởi da xanh phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng, mang lại giá trị kinh tế cao. Tin chi tiết, Đại học Phú Xuân vừa tổ chức khai giảng năm học mới 2019-2020, tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thiên Định. Trong năm học này, trường tuyển sinh được 165 sinh viên khóa 17 của 7 chuyên ngành đào tạo: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ Trung, Ngôn ngữ Anh, Việt Nam học, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Phát biểu tại lễ khai giảng, lãnh đạo trường Đại học Phú Xuân bày tỏ quyết tâm đưa triết lý giáo dục đào tạo song song với thái độ, kỹ năng, kiến thức làm kim chỉ nam cho hoạt động của nhà trường, hướng tới xây dựng mô hình một trường đại học thế hệ mới gắn liền đào tạo với thực tiễn cuộc sống và nhu cầu nhân lực của đất nước. Từ năm học 2019-2020 này, sinh viên nhà trường sẽ học một chương trình có tính chuẩn mực cao theo đúng khung trình độ quốc gia vừa mới ban hành và sử dụng các tài liệu quốc tế tiên tiến nhất trên thế giới. Dịp này, nhà trường trao 33 suất học bổng và 30 voucher học bổng tiếng Anh của các nhà tài trợ cho sinh viên và tân sinh viên đạt thành tích học tập tốt. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10 năm 1956, 15 tháng 10 năm 2019. Sáng nay, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức ngày hội truyền thống và diễn đàn Tôi yêu Tổ quốc tôi. Tại chương trình, các đại biểu tổ chức dâng hoa dâng hương báo công lên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và phát biểu hưởng ứng của cán bộ hội viên thanh niên huyện Quảng Điền nói riêng, tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung. Tại công viên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, tuổi trẻ Thừa Thiên Huế đã tham luận với diễn đàn Tôi yêu Tổ quốc tôi với chủ đề Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế thực hiện di chúc của Bác với các nội dung xoay quanh việc học tập theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện 50 năm di chúc của Người trong hội viên thanh niên. Sau phần dân hoa dân hương và tham luận tại diễn đàn, cả bàn đoàn viên thanh niên đến từ các huyện thị xã trên địa bàn tỉnh đã trình bày các tiết mục văn nghệ, trò chơi dân gian sôi động. Tiếp đó, đoàn đã dự lễ khánh thành công trình thanh niên, tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp, trật tự trị an tại thôn Thanh Cần, Đức Trọng, xã Quảng Vinh. Hôm nay ngày 13 tháng 10 là ngày doanh nhân Việt Nam, ngày để tôn vinh những đóng góp của các doanh nghiệp doanh nhân trong quá trình phát triển của đất nước. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, sau 16 năm phát triển, Hội Doanh nhân trẻ đã trở thành mái nhà chung của 120 hội viên với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, kết nối thành công. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Tính đến thời điểm này, các doanh nghiệp thành viên của Hội Doanh nhân trẻ đã tạo việc làm cho trên 2.000 lao động, tổng doanh thu hàng năm đạt trên 1.000 tỷ đồng, đóng góp ngân sách hơn 50 tỷ đồng. Sứ mệnh của Hội Doanh nhân trẻ ngoài hỗ trợ các thành viên phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng thương hiệu và nâng cao khả năng cạnh tranh, tăng cường tham gia xây dựng chính sách, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động doanh nghiệp. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế còn có một sứ mệnh khác, đó là hỗ trợ cho các bạn trẻ khởi nghiệp. Hội đã tổ chức nhiều chương trình diễn đàn đối thoại, chia sẻ của các diễn giả nổi tiếng, của doanh nhân thành đạt, phối hợp với các câu lạc bộ khởi nghiệp, câu lạc bộ hỗ trợ tài chính kế toán, hỗ trợ pháp lý cho cộng đồng khởi nghiệp để giúp các start-up phát triển kỹ năng quản lý, quản trị doanh nghiệp, hoạt động tài chính, phát triển thị trường. Thì thông qua cái hội thảo ngày hôm nay, các bạn trẻ có thể hình dung ra được về cái sản phẩm thủ công mỹ nghệ, về người thợ làm nghề và có thể là có một cái truyền cảm hứng để các bạn có thể tìm được cái hướng đi nào để duy trì được cái giá trị văn hóa truyền thống và khẳng định được cái tay nghề của người nghệ nhân ở Thừa Thiên Huế và ở Việt Nam ra với thế giới, và để người ta có thể công nhận được cái sản phẩm mình là một cái sản phẩm của tay nghề cao và riêng về giá cả thì cực kỳ cạnh tranh. Chúng tôi là những người doanh nhân nên bên cạnh những công việc kinh doanh của mình thì chúng tôi là vẫn luôn ý thức về tinh thần trách nhiệm cao về những công tác bảo vệ môi trường và những hoạt động có ích cho cộng đồng, có ích cho xã hội, như là hoạt động thiện nguyện đi đến các cái trung tâm mồ côi cơ nhỡ để hỗ trợ cho các cái hoàn cảnh khó khăn, thành lập ra một cái hội và một cái ban từ thiện, và ban từ thiện đó có cái trách nhiệm là phải hỗ trợ cho các cái trẻ em cơ nhỡ và những trẻ em thực sự khó khăn không thể đến trường được, thì chúng tôi luôn luôn nêu cao cái tinh thần để hỗ trợ cho cộng đồng.
Trong bối cảnh Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức thành công hội nghị kết nối các nhà đầu tư thành lập Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo Thừa Thiên Huế, Hội Doanh nghiệp trẻ cũng đã ký kết với Viện Nghiên cứu Phát triển các câu lạc bộ khởi nghiệp, Hội Thủ công Mỹ nghệ, các nhà sản xuất và phân phối về kết nối thương mại đặc sản thủ công mỹ nghệ. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng, Quảng Trị, Nghệ An tổ chức chương trình liên kết doanh nghiệp, kết nối giao thương, hợp tác thành công với 10 doanh nghiệp ký kết hợp tác sử dụng sản phẩm dịch vụ của nhau. Bên cạnh đó, các doanh nhân trong Hội Doanh nghiệp trẻ cũng đã liên kết hợp tác để phát huy thế mạnh của nhau để cùng phát triển. Với định hướng sắp tới thì chúng tôi luôn luôn bám sát cái câu khẩu hiệu của đại hội vừa qua, đó là đoàn kết sáng tạo, kết nối thành công. Tức là các doanh nhân trẻ đoàn kết lại với nhau và sáng tạo ra những cách làm hay, những cách làm hiệu quả để cùng nhau phát triển và cùng nhau kết nối để tạo ra sự thành công của nhau. Thời gian một năm qua thì Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế đã có nhiều cái chuyển biến tích cực. Trước hết thì cộng đồng các doanh nghiệp trẻ đã thể hiện một cái tinh thần rất là đoàn kết và ham học hỏi, đã liên tục tổ chức các cái lớp đào tạo tập huấn để nâng cao trình độ. Và bên cạnh những cái sự thay đổi trong cái công tác quản lý điều hành kinh doanh của doanh nghiệp thì Hội Doanh nghiệp trẻ của tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã thể hiện một cái trách nhiệm rất rõ ràng đối với cộng đồng thông qua việc tham gia vào các cái hoạt động Chủ nhật xanh, xây dựng Thừa Thiên Huế xanh sạch sáng, cũng như tích cực trong cái việc tuyên truyền các cái hoạt động có tính chất là tạo cái phong trào của tỉnh như các cái phong trào marathon, cũng như là tuyên truyền quảng bá hình ảnh của tỉnh Thừa Thiên Huế đến với khắp mọi miền của đất nước cũng như nước ngoài. Chúng tôi cho rằng cái hoạt động của Hội Doanh nghiệp trẻ của tỉnh Thừa Thiên Huế trong năm qua đã đóng góp quan trọng vào tạo ra một cái khí thế chuyển mình chuyển biến ở tại tỉnh Thừa Thiên Huế trong cái quá trình phát triển kinh tế xã hội. Trong thời gian tới, Hội Doanh nghiệp trẻ phát triển thêm 10 đến 15 hội viên mới, nâng cao chất lượng hoạt động gắn liền với các chương trình hành động lớn, đó là chương trình hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng và quảng bá thương hiệu, doanh nghiệp trẻ tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng văn hóa doanh nhân vì cuộc sống cộng đồng. Với mục tiêu tăng tỷ lệ đóng góp ngân sách và GDP, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm lao động và xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Sẽ có một đường hoa thanh niên hoàn chỉnh ở khu vực nội thành thành phố Huế. Lễ khởi công giai đoạn 2 công trình thanh niên vừa được Ban Thường vụ Thanh đoàn và Ủy ban Nhân dân phường Thuận Lộc tổ chức vào sáng nay. Đường hoa thanh niên được thực hiện trên tuyến đường Lê Trung Đình, phường Thuận Lộc. Công trình có chiều dài 800m, được trồng các loài hoa như hoa lài, mười giờ, cẩm tú mai với tổng kinh phí gần 50 triệu đồng. Được biết, mô hình đường hoa thanh niên đã và đang được triển khai ở nhiều đơn vị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Với lực lượng nòng cốt là đoàn viên thanh niên, mô hình đường hoa thanh niên đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong bảo vệ, tạo cảnh quan môi trường, góp phần hưởng ứng ngày Chủ nhật xanh mà tỉnh đang phát động. Thưa quý vị, trong thời gian qua, cả tôn giáo trên địa bàn tỉnh cũng đã có nhiều việc làm thiết thực để hưởng ứng đồng hành cùng phong trào Chủ nhật xanh của tỉnh. Hình ảnh cả chức sắc cùng bà con giáo dân ra quân làm vệ sinh môi trường vào mỗi cuối tuần đã trở nên quen thuộc, góp phần cùng địa phương bảo vệ môi trường sống cộng đồng. Sau đây là những hình ảnh phóng viên ghi lại được trong sáng nay. Ngay từ sáng sớm, hàng trăm học viên chương trình Phật học ứng dụng Liệu Quảng Huế ra quân dọn vệ sinh quanh khuôn viên nhà chùa và khu dân cư nơi mình sinh sống. Dưới ánh nắng của buổi sớm, những học viên vẫn hăng say thu gom những rác thải vứt bừa bãi. Cứ thế, hàng chục bao rác được thu nhặt, góp phần trả lại vẻ đẹp vốn có của quang cảnh quanh đây. Và với mỗi bạn trẻ ở đây, tham gia hoạt động thu dọn vệ sinh như thế này mang một ý nghĩa đặc biệt. Thông qua những hoạt động về công tác xã hội, cũng như là những cái hoạt động về giảng dạy về giáo lý của nhà Phật, thì tụi em được các sư thầy lồng vào những cái bài học về con người, về triết lý nhân sinh và cũng như là những cái hành động tốt đẹp về môi trường, về công tác thiện nguyện để giúp cho
các bạn có được cái suy nghĩ và cái hành động, từ đó đi đến những cái hành động tốt hơn trong xã hội. Kêu gọi tất cả mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường, không chỉ một cá nhân của em, chúng em, mà toàn bộ người dân trong thành phố Huế thì nâng cao ý thức của mình lên, nâng cao trách nhiệm một phần về môi trường. Tức nóng của chúng em sẽ lan tỏa đến rất nhiều người dân Huế. Trong thời gian qua, các tổ chức tôn giáo đã chủ động triển khai nhiều hoạt động bảo vệ môi trường trong các khu dân cư, giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên, từng bước tạo thói quen, nếp sống và ý thức giữ gìn vệ sinh trong nhân dân, tiến tới xây dựng xã hội thân thiện với môi trường. Đồng thời tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào tại địa phương, đặc biệt là phong trào Ngày Chủ nhật Xanh do Ủy ban Nhân dân tỉnh phát động. Những việc làm cụ thể, những triết lý nhân sinh bảo vệ môi trường đều được lồng ghép khéo léo trong các buổi thuyết giảng giáo lý hàng ngày. Trong các cái buổi sinh hoạt, mục sư giảng dạy cũng như các cái ban ngành ở trong hội thánh á, thì trước tiên á, là người tín hữu của chúng tôi theo lời của Thiên Chúa dạy là chúng tôi có cái trách nhiệm phải bảo vệ cái môi trường sống của mình. Vì bảo vệ cái môi trường sống tức là bảo vệ cái cuộc sống của chúng ta. Cho nên là mục sư và những người mà hướng dẫn trong các ban ngành luôn luôn lồng ghép nhắc nhở tín hữu phải có cái trách nhiệm đó. Chúng tôi luôn luôn là hưởng ứng trong phong trào này. Để làm gì? Có nghĩa rằng là vừa làm đẹp cho xã hội mà vừa làm đẹp cho bản thân và làm tròn cái trách nhiệm một người tín đồ trong sáng, hiếu hạnh với Thượng Đế. Cần phải gọt rửa, trau dồi cái bản thân của mình và trau dồi không phải bản thân mà trau dồi những người chung quanh và những cảnh vật chung quanh xanh, sạch, đẹp, khí hậu trong lành. Và luôn luôn là người lãnh đạo của tôn giáo cần phải cập nhật nhân sinh trong vấn đề này. Hôm nay tỉnh thể hiện cái điều này, đó là một điều họ đạo rất phấn khởi và tiếp cận và được hưởng ứng. Chương trình phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu là hoạt động được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh phối hợp với các tôn giáo nhằm phát huy vai trò quan trọng của các linh mục, mục sư, hòa thượng, chức sắc trong việc chung tay bảo vệ môi trường. Qua đó góp phần xây dựng được nhiều mô hình phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương và từng tôn giáo, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành vi, thói quen của các chức sắc, đồng bào các tôn giáo trong công tác bảo vệ môi trường. Để cùng nhau, chúng ta chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế ngày càng sáng, xanh, sạch. Tiếp tục với những thông tin khác. Sáng nay, Hội đồng Anh phối hợp với Trung tâm Học liệu Thừa Thiên Huế tổ chức ngày hội IELTS thu hút sự tham gia của gần 300 học sinh sinh viên. Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động như các chuyên gia Hội đồng Anh chia sẻ bí quyết làm tốt bài thi IELTS, giao lưu với các thí sinh đạt điểm IELTS cao và giáo viên dạy IELTS về cách để làm bài thi đạt điểm cao, thí sinh được làm thử bài thi IELTS và tìm hiểu các thông tin về tư vấn du học. Ngày hội IELTS là cơ hội để học sinh sinh viên và các thí sinh tương lai hiểu hơn về kỳ thi IELTS, đồng thời tích lũy kinh nghiệm để đạt được kết quả cao trong kỳ thi này. Trẻ em, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội là chủ đề diễn đàn truyền thông do Hội đồng đội tỉnh phối hợp với Tổ chức Cứu trợ trẻ em và Trung tâm Phát triển Nông thôn Miền Trung phối hợp tổ chức. Mục đích tạo môi trường thuận lợi để trẻ thực hiện quyền tham gia, đóng góp ý kiến, tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Tại diễn đàn, hơn 150 học sinh đã được truyền thông về tuổi dậy thì, phát triển tâm sinh lý, các biện pháp tránh thai, khái niệm, đối tượng, các hình thức về xâm hại, bạo hành ở trẻ và hậu quả. Các nhóm tham gia cũng đã làm nóng buổi truyền thông và đối thoại bằng các tiểu phẩm Chuyện không của riêng ai, Mẹ ơi con sợ lắm và Hùng biện về bảo vệ môi trường ngay Chủ nhật xanh. Đồng thời trao đổi, thảo luận, chia sẻ và đối thoại giữa học sinh với học sinh với khán giả và học sinh với lãnh đạo cả cấp. Dịp này, ban tổ chức đã trao thưởng cuộc thi thiết kế sản phẩm truyền thông dành cho các câu lạc bộ trẻ em và trao quà cho học sinh nghèo vượt khó. Mỗi giáo viên mầm non sẽ được học 120 tiết học một năm để rèn luyện những kỹ năng cơ bản trong việc chăm sóc trẻ nhằm hạn chế tối đa, ngăn chặn tình trạng bạo lực trẻ mầm non. Đó là nội dung nằm trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo thông tư 12/2019/TT-BGJDT có hiệu lực từ ngày 12 tháng 10 năm 2019.
Chương trình bồi dưỡng này được tổ chức hàng năm với các nội dung liên quan đến đạo đức nghề nghiệp, rèn luyện phong cách làm việc khoa học, đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở mầm non, kỹ năng sơ cứu trẻ em và đặc biệt là cách quản lý cảm xúc của bản thân. Sở Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về phát triển giáo dục mầm non của địa phương, thực hiện chương trình giáo dục mầm non, chương trình giáo dục địa phương phối hợp với các dự án để triển khai kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản trả lời Bộ Giáo dục và Đào tạo về đề nghị quy định tiêu chuẩn xe ô tô đưa đón học sinh sau một loạt các trường hợp học sinh bị bỏ quên trên xe đưa đón xảy ra trong thời gian qua. Bộ Giao thông Vận tải khẳng định theo quy định tại khoản 1 điều 64 Luật Giao thông đường bộ hiện hành và tại mục 80 phụ lục 4 danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư thì kinh doanh vận tải đường bộ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Theo điều 66 Luật Giao thông đường bộ năm 2008, xe ô tô chở học sinh đang được các sở giao thông vận tải cấp phép hoạt động theo loại hình kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, do đó phải thuộc các đơn vị vận tải bao gồm là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đã được Sở Giao thông Vận tải cấp giấy phép kinh doanh vận tải và xe được cấp phù hiệu gắn thiết bị giám sát hành trình theo quy định. Thưa quý vị, lâu nay do khó khăn trong việc lựa chọn cây trồng phù hợp với chất đất ở vùng gò đồi nên đa số diện tích vườn của bà con ở khu vực này đều bị bỏ hoang hoặc chỉ trồng những cây giá trị thấp. Với chính sách cải tạo vườn tạp, trong những năm gần đây, ngành nông nghiệp huyện Phong Điền đã giúp cho hàng trăm hộ nông dân tiếp cận kỹ thuật và đưa vào trồng cây bưởi da xanh phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng, mang lại giá trị kinh tế cao. Gia đình ông Trương Mẫn lên định cư trên vùng gò đồi của xã Phong Xuân, huyện Phong Điền từ sau năm 1975. Do đây là vùng gò đồi thường xuyên đối mặt với khô hạn nên khu vườn rộng 5 sào của ông chỉ trồng được một số cây trồng không có giá trị kinh tế cao. Để giúp các hộ nông dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ năm 2010, Hội Nông dân huyện Phong Điền đã triển khai chương trình hỗ trợ cây giống và kỹ thuật giúp bà con nông dân trồng thử nghiệm bưởi da xanh trên đất gò đồi nhằm thay thế các loài cây trồng kém hiệu quả cho thu nhập thấp. Chứ không có cây chứ mà hiệu quả kinh tế bằng cái cây bưởi này. Vì hàng hai có cái thuận lợi mà nông dân rất mê. Từ khi có cây bưởi da xanh, bình quân nhà là một cây là cho 1 triệu, một sào là 10 cây. 10 triệu rất cao, chứ dân này rất thích cây này. Nhận thấy hiệu quả kinh tế cao, năm 2014, thực hiện chính sách tái cơ cấu ngành nông nghiệp, cải tạo vườn tạp ở vùng gò đồi, chính quyền cả cấp huyện Phong Điền tiếp tục hỗ trợ thêm giống cây để mở rộng diện tích. Đến nay, sau hơn 5 năm thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chương trình cải tạo vườn tạp, bước đầu hiệu quả kinh tế mang lại đã cho thấy rõ rệt. Trước đây thì những cái vườn này họ không làm cái gì được cả, thì chỉ có bỏ hoang với trong những cái cây tạp. Thì hiện nay trên địa bàn của xã thì bà con đã phát triển được 60 ha bưởi da xanh. Trong đó đã cho trái thì gần 5 hecta. Cái hiệu quả thì nó đem lại cho bà con rất là lớn. Đây là một cái tín hiệu đáng mừng đối với bà con vùng gò đồi này. Thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong những năm qua, huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Phong Điền đã giao cho ngành nông nghiệp tham mưu ra soát lại quy hoạch quỹ đất trên địa bàn để chỉ đạo các địa phương cùng vận động mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo vườn tạp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế vườn, góp phần xây dựng nông thôn mới. Trong những năm qua thì bên cạnh việc cải tạo vườn tạp thì theo quan điểm chỉ đạo của ủy ban nhân huyện thì ngành nông nghiệp đã vận động bà con cùng với chính quyền ủy ban nhân các xã triển khai chuyển đổi cây trồng, cụ thể là trồng cây bưởi da xanh và một số cây quả khác, thì bước đầu đã cho được một số kết quả khả quan về thu nhập kinh tế của một số hộ nông dân trên cái vùng mà đã được đầu tư hướng dẫn. Với diện tích bưởi da xanh, đến nay trên địa bàn toàn huyện Phong Điền đã trồng mới và phát triển hơn 200 hecta. Để xây dựng thương hiệu bưởi da xanh hữu cơ Phong Điền và nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm, hiện chính quyền địa phương đã phối hợp với các doanh nghiệp đăng ký thương hiệu bưởi da xanh hữu cơ Phong Điền nhằm ổn định đầu ra cho bà con. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.